Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì Vũ Thắng Media đang có mặt tại đền ông Hoàng Mười ở Nghệ An. Đây là một ngôi đền rất là đẹp bên sông và vô cùng đẹp và linh thiêng. Cũng mong cho tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Một ngôi đền rất là đẹp, đền ông Hoàng Mười ở Nghệ An nhé. Phong cảnh hữu tình tuyệt vời luôn. Nằm ở địa phận làng Sơn Nam, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đền ông Hoàng Mười là một ngôi đền cổ nổi tiếng về sự linh thiêng của xứ Nghệ. Lăng mộ ông Hoàng Mười nằm trong khuôn viên đền. Đây là ngôi đền nổi tiếng linh thiêng, thu hút hàng trăm nghìn du khách về chiêm bái mỗi năm. Ông Hoàng Mười là một vị thánh quan trọng trong tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, tứ phủ của người Việt. Một số nguồn sử liệu cho rằng, tiền thân của ông là Thái úy Vị Quốc Công, một danh tướng nhà Lê, người gốc Nghệ An. Theo các nguồn tư liệu, đền được xây dựng năm 1634, từ thời hậu Lê. Sau này trải qua thời gian và chiến tranh, ngôi đền đã trở thành phế tích. Đến năm 1995, đền mới được tôn tạo lại như ngày nay. Hiện tại, ngôi đền tọa lạc trong khuôn viên rộng khoảng 1 hecta. Khu đền chính gồm có 3 tòa điện, từ trước đến sau là thượng điện, trung điện và hạ điện. Các công trình này mang kiến trúc đền chùa thời nhà Nguyễn. Các điện thờ của đền ông Hoàng Mười được bài trí tôn nghiêm, luôn nghi ngút khói hương. Các họa tiết kiến trúc bằng gỗ của đền được chạm trổ công phu với các mô típ long, lân, quy, phục, điển hình của đền chùa Việt Nam. Là đền thờ đạo mẫu tứ phủ, vị thần được thờ chính ở đây là ông Hoàng Mười, người có công hộ quốc bảo dân, trở che cuộc sống cộng đồng, được nhân dân khắp mọi miền ngưỡng mộ và tôn kính. Ngoài ra, trong đền còn thờ các vị phúc thần Lê Khôi, Quận Công Trinh Trung, Song Đồng Ngọc Nữ và hệ thống đạo mẫu tứ phủ, mà vị đứng đầu là thánh mẫu Liễu Hạnh. Trong khuôn viên đền còn có lăng mộ ông Hoàng Mười nằm bên con sông Cột Mộc, kết hợp với khu đền tạo thành một tổng thể kiến trúc khá hài hòa, độc đáo, mang đầy tính phong thủy. Cho đến nay, có rất nhiều giai thoại về thân thế ông Hoàng Mười, vị thần chủ của đền. Trong đó có cả những câu chuyện đầy màu sắc kỳ bí. Theo lời kể của người dân ở vùng Hà Tĩnh, thì ông Hoàng Mười chính là Lê Khôi, vị tướng tài, cháu ruột, đồng thời là người theo Lê Lợi chinh chiến trong 10 năm kháng chiến chống quân Minh. Một truyền thuyết dân gian lưu truyền ở xứ Nghệ thì cho rằng ông Hoàng Mười là con của vua Cha Bát Hải Động Đình, vốn là thiên quan trên đế đình, thần tiên trong chốn Đào Nguyên. Theo lệnh thiên đình, ông giáng trần để giúp dân, giúp nước. Theo một dị bản của truyền thuyết này, ông giáng xuống trần và trở thành Huy Minh Vương Lý Nhật Quang, con trai vua Lý Thái Tổ, cai quản châu Nghệ An. Một dị bản khác kể rằng ông giáng sinh thành Nguyễn Xí, một tướng giỏi dưới quyền Lê Lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh. Có lẽ, chính những giai thoại huyền bí này càng bao phủ lên đền thờ ông Hoàng Mười một bức màn tâm linh thiêng liêng, kỳ ảo. Đền ông Hoàng Mười có hai kỳ lễ hội lớn là lễ hội khai điểm vào rằm tháng 3 âm lịch
và lễ hội Dỗ Ông Hoàng Mười từ ngày 8 tháng 10 đến 11 tháng 10 âm lịch. Trong đó, ngày Dỗ Ông Hoàng Mười được coi là mùa tạ lễ, một nghi lễ quan trọng nhất vì sự linh thiêng của ngôi đền. Không chỉ trong những ngày lễ hội mà quanh năm, du khách thập phương từ mọi miền lại tụ hội về xứ Nghệ đến với đền Ông Hoàng Mười để nguyện cầu những điều an lành, hạnh phúc. Ngoài ra, ngôi đền cũng là một địa điểm lý tưởng để khám phá những nét văn hóa đặc sắc gắn với tín ngưỡng thờ mẫu, một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã được UNESCO công nhận. Trên bản đồ du lịch, đền Ông Hoàng Mười đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong hành trình khám phá xứ Nghệ. Chào tất cả các bạn, hiện tại thì Vũ Thắng Media đang có mặt tại đền Ông Hoàng Mười ở Nghệ An. Đây là một ngôi đền rất là đẹp bên sông và vô cùng đẹp và linh thiêng. Mong cho tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Một ngôi đền rất là đẹp, đền Ông Hoàng Mười ở Nghệ An nhé. Phong cảnh hữu tình tuyệt vời luôn.
Bye.